rồi thì sẽ xa sau ngày mai, nên em chưa có muộn phiền để phung phí tháng ngày xuân xanh. Xin em hãy sống vì mình và hãy sống vì những người yêu em, quên đi quá khứ bằng những nụ cười để đau đớn tan vào yêu thương. Đời người đâu ai chưa từng vấp ngã, có phải đâu nào riêng em? Hãy đứng lên đi em, hãy sống cho ngày mai. Vẫn còn bao nhiêu niềm vui phía trước, hạnh phúc vẫn chờ đón em. Hãy đứng lên đi, gạt đi hết những muộn phiền sau lưng. Rồi thì em sẽ thấy nắng sớm mai xua tan màn đêm. Rồi thì em sẽ thấy cuộc đời còn bao nhiêu điều để em khát khao. Nào gạt đi nước mắt, ngước lên em hãy nhìn trời xanh. Con đường phía trước vẫn đang chờ em khám phá những ước mơ. Đừng buồn nữa nhé em từ đây. Khánh nè, anh thực sự thì trong thời gian qua anh đã có cảm tình với em. Anh muốn được quan tâm và lo lắng cho em nhiều hơn. Được không em? Nếu như mà anh muốn thì ai cấm anh được chứ. Dạ chào dì. Con còn đến đây làm gì nữa? Chú mà thấy con á là chú nổi giận đó. Chú đã lấy chức phó giám đốc của con lại rồi mà còn chưa thỏa mãn nữa sao? Tất cả cũng tại con. Con làm bậy làm bạ như vậy ai mà chấp nhận được chứ. Thì con còn nhỏ tuổi, còn nông nổi. Còn chú thì sao? Chú ra ngoài còn làm nhiều chuyện bậy bạ hơn cả con nữa kìa. Dì cấm con không được nói bậy nha Hoàng. Chú làm cái gì bậy bạ chứ? Dì về hỏi lại chú đi. Coi chú có lấy 200 triệu chuyển cho con riêng của chú không? Tôi cấm cậu không được nói bậy nghe không? Con không nói bậy. Dì mà không lo thì bao nhiêu tài sản trong nhà này chú cũng lấy đem cho mẹ con bà nhân tình bên ngoài hết. Đi, ra khỏi nhà tôi ngay. Đi, đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đúng là dì tôi mà, con vậy mà cũng xỉu. Bà có sao không vậy? Bà tỉnh lại đi bà chủ. Cậu có biết là bà chủ bệnh tim không? Mà cậu nói chuyện đó ra làm gì? Ai mà biết được chứ. Tôi cũng tưởng bà biết tính của chú tôi rồi. Tôi bó tay với cậu luôn. Cháu chắc gì mà quá quắc à. Bà chủ ơi, bà chủ. Bà chủ có sao không bà chủ? Bà chủ, để tôi đi gọi cấp cứu cho bà chủ nha. Xong chưa Hiền? Bộ mày thích ở tù lắm hay sao mà mày nôn dữ vậy? Rồi còn tiền nhà tháng này tụi bay quên rồi hả? Chị cầm đỡ như đây đi. Hôm nay con bị bể xô rồi, con đủ tiền trả cho gì? Thôi được rồi, có còn hơn không. Thôi mấy đứa tụi bay đi mạnh giỏi nghe. Dạ. Chuyện gì vậy chị Năm? Thiếu gì nghề không làm, đi làm cái nghề đó bị công an bắt là đúng rồi.
Dạ. Dạ. Hai mẹ nha ơi. Dạ. 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 Ừ, mấy chị đi dạ. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Từ đầu nếu như chị cũng dũng cảm như em, dám chọn con đường khác để đi thì đã không ra nông nổi như vậy. Giờ nhận ra thì đã quá trễ rồi. Mấy chị cố gắng cải tạo cho tốt, sau này trở về có gì xin vô làm công nhân giống như tụi em vậy. Chị không biết được mình còn có được cơ hội đó không. Thôi mời mấy cô đi. Đi. Ủa, Nụ. À, chào anh. Em khỏe không? Em bình thường. Lâu rồi không gặp, nhìn em đẹp và lạ nữa. Em sống hạnh phúc chứ? Dạ, hạnh phúc lắm hả? Bây giờ em thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thôi, em vô thăm tụi con thơ một chút nha. Thôi em vô đi. Ủa chị Nụ, lâu lắm mới thấy chị ghé chơi á. Nhìn mày á, càng ngày càng đẹp ra. Giờ mày mà về đây á, chắc là mày ẩm giải á, hoa hậu của khu trọ này luôn á. Mày đừng có chọc tao nữa. Tao không có dễ siêu lòng trước những lời xu nịnh đâu. Chảnh thấy ớn luôn. Tao nịnh mày á, tao được gì không? Nè, tao mua quần cho tụi bay nè, mày coi thử coi có vừa không. Mày mua làm chi, đồ mắc tiền quá vậy. Sao mày không để dành, gửi tiền về quê cho thằng Tuân. Mày khỏi lo đi. Tháng nào á, tao cũng gửi tiền về cho má tao hết mà. Còn cái này á, là tao mua tặng mày với con Khánh, để làm kỷ niệm thời gian tụi mình sống chung với nhau. Mày sao vậy? Bộ đang có chuyện gì buồn hả? Tao đang phải làm vợ hờ của cha Ban. Đã vậy, chả còn hay ghen nữa chứ. Gì? Nói vậy là ổng gạt chị hả? Lúc đầu á, ổng nói là ly dị vợ rồi. Nhưng sau này sống chung, tao mới biết hai người đó vẫn còn sống với nhau. Không có chuyện ly dị, ly hôn gì hết. Trời đất, vậy có khác gì ông giam lỏng chị đâu. Cũng gần như vậy á. Ủa, vậy sao hôm nay chị lại đi được vậy? Ông không có ở nhà hả? Có, nhưng mà chị bực quá, cứ vậy bỏ đi. Ông chửi thì chịu. Khổ cho chị rồi, mà cũng tại chị sống lệ thuộc quá nên mới khổ như vậy. Bây giờ á, cái gì cũng lấy từ ổng, nên không làm theo ý ổng đâu có được. Vậy mà em cứ tưởng chị gặp được ổng là cuộc sống được sung sướng, chứ ai về ngỡ đâu cũng khổ. Nếu ai cũng biết trước được mọi chuyện thì đâu có ai khổ nữa. Thôi, tao về đây. Không thôi hả, ổng lại hạch hỏi đủ điều, mệt lắm. Bữa nào rảnh, tao ghé chơi lâu hơn ha. Bữa nào á, ghé chơi lâu lâu, tao mua giò heo á, nấu ăn cho mày ăn ha. Đi nha. Em à, mọi chuyện không phải như vậy đâu.
Thật ra là có chuyện gì mà anh lại giấu em chứ? Anh có lỗi với em. Thật ra anh cũng không hề biết ngày đó Thúy không phá thai mà vẫn giữ lại và sinh ra con Khánh. Nhưng ngay sau khi sinh, cô ấy đã chết vì băng huyết. Và con Khánh đã được bà chị của Thúy nuôi dưỡng. Vô tình khi lớn, Khánh lên thành phố làm việc, lại lưu lạc đến xí nghiệp của anh. Anh cũng không hề biết nó là con của anh, cho tới khi bà chị của Thúy phát hiện ra và tống tiền anh. Anh buộc lòng phải làm theo. Nhưng thật ra anh cũng rất mừng, vì dù sao mình cũng còn có một đứa con trên đời này, tuy là không phải do em sinh ra. Em mới là người có lỗi, nhất là có lỗi với Thúy, sau đó là với anh. Vì em đã không sinh được cho anh một đứa con để nối dõi tông đường. Bây giờ em muốn em và anh chuộc lỗi với linh hồn của Thúy. Anh ráng tìm cách để mẹ con Thúy tha thứ cho mình nha anh. Và nhận anh làm cha nha. Dù sao thì em cũng được an ủi, vì anh còn có một đứa con trên đời này. Hạnh à, anh cảm ơn em. Trinh à, ăn miếng cháo vô đi. Trời ơi, phải ăn mới mau khỏe được chứ. Em không muốn ăn. Em ăn một chút đi. Dạo này nhìn em ốm lắm đó. Ăn rồi á thì em nói cho tụi chị nghe em đang gặp chuyện gì. Chuyện này khó nói lắm. Chuyện gì mà khó nói chứ? Tụi chị với em còn xa lạ lắm hay sao? Em không nói thì chị cũng đã đoán được chuyện đó. Chị đoán ra chuyện gì chứ? Thì em có thai rồi phải không? Trời đất ơi, sao em khờ vậy Trinh? Em và anh bạn trai đó. Chị ơi, em yêu anh Du thật lòng nên mới... Giờ em cũng không biết làm sao nữa. Thì ra anh chàng đó tên Du. Đúng là vô côn, vô thủ, vô thật. Hai chị nhớ là đừng có nói chuyện này cho anh Kha biết nha. Má em và anh hai mà biết được chắc là giết em chết. Em sợ lắm. Nhưng mà em á phải cho Du biết sớm để còn tìm cách giải quyết chứ. Chuyện này á không có để lâu được đâu. Em nói cho anh biết rồi. Anh nói đi, từ từ anh nghĩ cách. Khi nào rảnh anh sẽ qua thăm em. Trời ơi, tại sao vậy? Cô đi đâu mà tới giờ này cô mới về? Cô có biết là ở nhà tôi trông đứng trông ngồi hay không? Biết lâu rồi. Bây giờ vô nhà không? Hay đứng đây cãi nhau cho thiên hạ người ta dòm ngó? Cãi cái gì? Cô đi chơi ở đâu rồi bây giờ về nhà nói chuyện với tôi kiểu đó nữa hả? Anh làm ơn đừng có nghi ngờ kiểu đó được không? Tôi mệt mỏi quá. Mệt mệt cái gì? Để mở cửa cho.
công nhận mình đứa con Khánh. Từng tuổi này nó trả hiếu mình công nhận số tiền lớn quá ha bà. Nhỏ có hiếu ghê ha. Trời ơi, thấy tiền cái khen có hiếu à. Ông không ngon ông chửi nó ăn hại nữa đi. Trời ơi, bà này, không lẽ nuôi nó mười mấy năm nay không được quyền chửi nó? Trời ơi, đã gì đâu. Ta nói nhỏ lớn chưa bao giờ thấy tiền nhiều cỡ này hết trơn. Tôi cũng vậy nữa. Tiền nhiêu đây, nhậu nhậu thấy chó đã luôn. Thôi ông nội, giờ bà tính số tiền này sao bà nói tôi nghe coi. À đúng rồi. Ừ, bây giờ tính vậy này nha. Bây giờ trước mắt mình chuộc lại cái nhà. Ừ đúng. Rồi cái còn tiền á là tôi trả nợ tiền đề cho bà tám. Xong cái trả tiền hụi cho con mẹ năm mập. Rồi còn nhiều á tôi sắm cái hộp xoàn bự bự bự, tôi đi trong xóm chuột khoe khoe chơi. Xong cái đi lên Sài Gòn á mua mấy bộ đầm hở hở đó mặc. Ê nhăn quá mặc được không ta? Còn thôi quất cái sợi dây chuyền bự như cọng dây rồi tối á, đi trong xóm dây chuyền với hộp xoàn. Trời ơi, chúng nó ghen mà tao tức chết được á. Rồi còn phần của tôi đâu? Ủa? Phần ông hả? Ừ, sao không có? Tôi phải có phần chứ. Ủa là ông đòi chia phần á hả? Phải có chứ sao không đòi? Là không có đâu, cái này là công sức của tôi. Ông làm gì ở trọng? Ông là không có cái gì trong này hết ha. Bà khùng hả? Không gì. Bà khùng hả? Anh, phòng bên cạnh có mấy con nhỏ làm gái, hồi chiều này bị công an bắt đi rồi. Vậy hả? Anh, em thấy tình hình vậy không có ổn đâu. Vậy giờ em tính sao nè? Thì bây giờ mình tìm chỗ khác để dọn đi chứ sao? Sao em nhát quá vậy? Nhìn thấy người ta như vậy, chưa gì em đã sợ rồi hả? Ăn thua gì tới mình đâu em. Anh hay quá, nhưng mà mình chơi thuốc lắc, lỡ một ngày nào đó mà họ vào xét mình thì tiêu luôn á. Anh không biết chiều này hả, em thấy hai thằng cha công an vô bắt tụi nó, em cứ sợ qua phòng mình muốn chết luôn. Ui, mình chơi đến đâu á thì hết đến đó, làm gì còn mà sợ tụi nó biết chứ. Mặc kệ, nhưng mà em không muốn ở đây nữa. Thôi, được rồi, đi thì đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh phải làm cho xong chuyện này cái đã. Chuyện gì? Thôi, cho em biết á, rồi hư hết chuyện của anh sao? Khi nào làm xong á, anh sẽ nói cho cưng nghe. Vậy thì anh giấu luôn đi nha, đừng nói cho em nghe. Thôi, giận gì? Anh nói cho nghe. Hay quá nha, không ngờ lại nghĩ ra chuyện đó. Em sẽ phụ anh một tay. Vậy chừng nào mình tiến hành hả anh? Chỉ vài ngày nữa thôi. Khi nào thời cơ chín mùi á, anh sẽ báo cho em nghe. Hay quá. Ôm vỏ tiền một mình hả? Tin không chia tao hả? Không có dễ đâu cưng. Đây này của tôi, của bà không chia tôi hả? Không chia vậy đó. Bà làm cũng phải chia cho tôi chứ. Không có gì hết. Có công của tôi mà. Không, đâu phải có mình bà đâu. Cái này là tiền của tôi, công sức của tôi. Tôi đánh bà nha, bà biết đánh tôi quạo lắm nha. Không có quạo tôi vậy đó. Tiền của tôi trả cho tôi. Bà không hả? Bà đây nha. Bà trả đây. Bà làm gì vậy?
Ủa bà đâm tôi hả bà? Vậy là tôi chết sao? Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Chị Thơm, em phải lo cho Trình quá. Ừ, anh Kha mà biết á thì không biết sẽ ra sao nữa. Còn nếu không cho anh biết á thì mai mốt anh sẽ trách mình. Hay là mình để chờ Du tính thử coi sao. Chứ Trình cũng nói Du yêu Trình lắm mà. Ừ, còn mong là vậy. À, nói mới nhớ, chiều qua có người vô bệnh viện thăm anh Thuấn, không biết có chuyện gì xảy ra mà em thao thức cả đêm. Vậy chị cứ nói quá rồi đó. Tối hôm qua em ngủ như chết, có biết gì đâu. Thì không đó. Thôi thôi thôi, đi làm, ăn cơm rồi đi làm. Chị, chắc bữa nay em xin giám đốc cho nghỉ một buổi để em đón anh Thuấn xuất viện. Ừ, nhưng không biết giám đốc có cho không nữa đó. Em nghĩ chắc là được, tại vì giám đốc cũng là người tốt, với lại em thấy giám đốc cũng quý anh Thuấn lắm. Ừ. Để em dọn cơm. Em vô rồi hả? Dạ. Anh nằm một mình buồn quá. Anh, em gọt trái cây cho anh ăn nha. Dạ anh đảm đang ghê đó. Cái gì? Vợ ơi nào. Chừng nào ấy mới được kêu là vợ nha. Ủa, ấy là gì? Là đám cưới chứ còn gì nữa. Coi mặt hiền vậy mà cũng giỡn như quỷ ha. Không giỡn sao vui. Người ta phải mướn ông thầy yoga cười từ bên Ấn Độ qua đây, dạy mọi người cười để giải tỏa stress, để thấy cuộc sống vui tươi, lạc quan hơn. Ừ, giá như cuộc đời mà ai cũng được vui tươi, ai cũng cười được suốt đời thì thích anh ha. Ừ. Như vậy sẽ hết mọi khổ đau sầu não. Lúc đó thì không phải là cuộc đời nữa. Cuộc sống của ai cũng phải đủ cả, hỷ nộ ái ố, vui buồn thù ghét. Mình phải cố gắng sống cho niềm vui nhiều hơn nữa. Vậy là mãn nguyện lắm rồi. Anh nói giống như là triết gia vậy đó. Chào chị. Vết thương của anh hồi phục rất nhanh, bây giờ anh có thể xuất viện rồi đó. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Cảm ơn chị. Anh ngồi đây chờ em. Em đi làm thủ tục xuất viện cho anh nha. Ừ. Anh ăn trái cây không?
Nè anh. Từ từ thôi anh. Cánh à. Bây giờ anh muốn làm một việc, em đi với anh được không? Việc gì vậy anh? Việc rất quan trọng. Đi thôi. Tôi không có định thư kiện gì Hùng và Lâm hết. Các anh có thể xem xét thả hai người đó ra được không? Họ cố ý gây thương tích cho anh như vậy mà anh không thưa họ là sao? Phải để pháp luật trừng trị họ chứ. Giờ tôi cũng đỡ nhiều rồi, không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Với lại Hùng và Lâm đã từng ngồi tù, tôi không muốn họ vô đó lần nữa. Nhưng rất tiếc, chúng tôi không thể làm theo ý anh được. Bây giờ hồ sơ khởi tố đã chuyển lên cấp trên rồi. Họ có tội thì phải để pháp luật xử đúng người, đúng tội. Mày đừng có giả mèo khóc chuột nữa. Tụi tao không cần đâu. Mày tưởng mày hứng được một dao của tụi tao thì con Khánh chấp nhận mày sao? Mày đừng quên, mày cũng từng ngồi tù như tụi tao. Thôi, các anh theo tôi đi. Anh Thuấn, anh có thương em thiệt không? Sao em hỏi vậy? Nếu mà anh thật sự thương em thì anh đừng có để bụng những lời của ông Hùng đã nói nữa. Hãy để quá khứ ngủ yên đi anh. Nhưng nó nói đúng. Khánh à, anh đã từng ngồi tù. Anh thấy mình không xứng đáng với em. Ngồi tù thì sao chứ? Anh làm vậy cũng vì bất đắc dĩ thôi mà. Miễn sao trong mắt em, anh là một người tốt là được rồi. Hứa với em đi, anh không được nghĩ ngợi chuyện gì nữa. Được không anh? Chúng tôi đã bắt được bà Sa. Và bà Sa cũng đã khai nhận hành vi tống tiền đối với ông. Mời ông về cơ quan hợp tác điều tra với chúng tôi. Vâng. Hình như á, anh Thuấn xuất viện rồi phải không em? Dạ. Ảnh về nhà nghỉ ngơi, mai ảnh đi làm trở lại được rồi. Alo. Dạ dạ, anh đợi em chút. Tắm nghe điện thoại nè em. Của em hả chị? Để chị làm cho. Alo. Alo, cô Khánh phải không? Dạ. Chúng tôi muốn báo cho cô một tin. Bà Sa vì cô mới vừa bị bắt. Dạ. Anh vừa nói gì? Bà ấy bị nghi ngờ giết chết chồng mình là ông Thia. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Tôi có thể sắp xếp cho cô gặp bà ấy trước khi bà ấy bị chuyển về trại tạm giam, chờ ngày xét xử. Dạ dạ, tôi sẽ tới liền. Khánh, công an gọi em có gì không vậy?
Dạ, dạ em cũng không có hiểu là chuyện xảy ra như thế nào nữa. Bây giờ em phải đi gặp dì em thì em mới biết rõ. Chị, em xin phép cho em đi trước nha. Trời ơi, không biết có chuyện gì với con nhỏ nữa đây. Khổ ghê vậy đó. Dì ân hận lắm rồi. Đáng lẽ dì không nên lên đây. Dì ở nhà thì không có chuyện đâu. Mà sao số tiền đó là liên quan tới giám đốc của con hay gì? Lần trước lên đây, dì tình cờ nhìn thấy ông Khánh, giám đốc. Thực ra ổng là ba ruột của con á. Ổng là ba con á. Dì di dưỡng con tống tiền ổng, bắt ổng đưa 200 triệu. Ổng đưa, nhưng mà không ngờ dưỡng con lại. Cho nên đã hết giờ thăm nuôi, xin mời bà ra ngoài cho. Dì xin lỗi con nha. Xin lỗi con. Em cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy nữa. Tự nhiên chị Sa lại mang tội tống tiền, rồi còn giám đốc nữa. Tự nhiên nói em là con của ông ấy. Em không biết làm sao nữa hết. Tại mọi chuyện đến quá đột ngột, cùng một lúc như vậy, cho nên em chưa tiếp nhận được cũng phải. Nhưng em còn có anh và mọi người bên cạnh mà. Bây giờ em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Em không tin là ông ấy là ba của em, là người đã phụ bạc má em đâu. Thôi em, chúng ta không thể nào thay đổi được số phận. Em cũng không thể nào quyết định được người nào sẽ là ba em đâu. Dù sao ông ấy cũng là ba em mà. Em hãy bình tâm suy nghĩ, rồi xác định mối quan hệ tình cảm của mình đối với ông ấy như thế nào, sao cho hợp lý nhất. Chắc giám đốc có nỗi khổ riêng em à. Ông ấy khổ làm sao bằng nỗi khổ của một đứa, đứa con gái mồ côi, không cha không mẹ từ khi mới sinh ra đời chứ. Thôi, mình về đi em. Anh đã gặp con Khánh chưa? Chưa. Mọi sự đối với anh cũng bất ngờ quá, nên anh chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với chuyện đó. Anh là cha của nó, với lại cũng là người có lỗi với nó, nên anh phải chủ động gặp nó anh à. Bày tỏ tình cảm với nó, để nó chấp nhận và tha thứ cho anh. Anh nghĩ con Khánh cũng bất ngờ trước điều này, và nó không thể dễ dàng tha thứ cho một người đã ruồng bỏ mẹ con nó như anh. Anh nghĩ nó còn thù hận anh lắm, nên anh nghĩ mọi sự vội vàng sẽ làm cho câu chuyện phức tạp hơn và rắc rối nữa. Cứ để cho nó có thời gian suy nghĩ và dịu lòng trước quá khứ đã. Không có thứ tình cảm nào trên đời này sánh được với tình cảm cha con đâu anh. Nó có hận anh tới đâu á, thì trong sâu thẳm con người nó vẫn khát khao có một người cha. Và hơn nữa, nó cũng là một đứa trẻ mồ côi mẹ nữa. Nên trên đời này, thực sự nó là một người bơ vơ, thiếu tình cảm, không nơi nương tựa. Anh cứ chủ động đi. Dù nó có tỏ ra thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng có một ngày nó sẽ mở lòng đón nhận cha nó thôi mà. Anh hy vọng ngày đó sẽ sớm đến.
Thôi mà em cứ vô đi, có anh ở đây mà, em đừng có sợ. Anh, mình giữ nó lại nha. Em nói gì kỳ vậy? Không phá để ông cho chết hả? Nhưng nó cũng do mình tạo ra mà. Anh biết rồi, nhưng không phải lúc này. Em nghe lời anh đi, rồi em muốn sao anh cũng chịu hết. Ha? Nhưng mà không có sao đâu. Thôi ngoan đi, anh đưa em vô. Đây nè, em ngồi đi. Có anh ở đây với em rồi mà, không sao đâu. Nha em. Em cũng sợ lắm. Em yên tâm đi. Mời cô Nguyễn Thị Hồng vào trong. Em ngồi đợi nha, anh vô làm thủ tục cho em nha. Em vào đi. Anh nói rồi, họ ưu tiên cho em trước rồi đó. Nha, vô đi em. Yên tâm đi mà, đừng có sợ. Thôi, vô đi em. Cô ngồi đợi một chút đi. Bác sĩ, có đau không bác sĩ? Nhẹ nhẹ nha bác sĩ. Nhẹ cái gì mà nhẹ? Tao lúc sung sướng không nghĩ tới chuyện này đi, rồi giờ vô đây năn nỉ tôi. Nhẹ nhẹ thôi bác sĩ ơi, em sợ quá. Cô nằm yên đi, tôi mới làm được chứ. Nè cô, cô tìm anh chàng lúc nãy phải không? Dạ. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thấy anh ở đâu không bác sĩ? Đưa cô vô phòng xong á, anh ta lén lút bỏ đi rồi. Không thể nào. Anh hứa ngồi chờ em ra mà. Tôi mà lạ gì cái anh chàng đó nữa. Lần trước á, anh ta đưa tới đây một cô vừa trẻ vừa đẹp. Lần này thì tới lượt cô. Tôi cũng thấy lạ, tại sao lại có quá nhiều cô gái tin lời anh ta đến như vậy? Ủa mới cưới sao ly vậy? Trời, chuyện này mới biết á. Sao rồi Trinh? Anh ta có nói chuyện cưới xin gì với em chưa? Chị ơi, bây giờ em cũng không biết làm sao nữa. Anh Kha mà biết, chắc anh giết em chết. Rồi má em nữa, chắc em chỉ có nước chết thôi. Em bình tĩnh đi, có chuyện gì em kể chị nghe coi. Có chuyện gì á mà em khóc lóc đòi sống đòi chết vậy? Trinh à,
Bây giờ thì không thể giấu anh Kha được nữa. Vì đằng nào á, trước sau gì anh Kha cũng biết. Em phải nói để anh Kha còn biết cách giải quyết nữa chứ. Em không dám nói đâu. Mấy chị nói đi. Em nói đi. Anh à, Trinh yêu Du. Nó làm Trinh có bầu rồi bỏ của chạy lấy người rồi. Cái gì? Trinh, có chuyện đó thật không? Trời ơi là trời. Cái thằng khốn nạn. Mày nói đi, nó ở đâu để tao đi kiếm nó. Em không biết. Giờ này mày còn nói không biết là sao? Vậy cái lúc mày làm chuyện động trời này, mày có nghĩ tới hậu quả không? Mày có nghĩ tới má, tới anh mày không? Anh hãy bình tĩnh chút đi anh Kha. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà. Trời ơi. Giờ anh có trách Trinh á thì mình cũng không giải quyết được gì đâu. Có trách á thì trách thằng Du kìa. Vì tiếng giờ á mình cũng không biết kiếm nó ở đâu nữa kìa. Anh đừng uống nữa mà. Bây giờ Trinh chỉ còn biết trông cậy vào anh thôi. Anh như vậy chỉ làm cho nó nghĩ nó không còn ai bên cạnh nữa. Nó sẽ làm chuyện dại dột đó anh. Anh đã làm gì có lỗi. Anh chịu cực chịu khổ trên này, chỉ muốn nó được học hành tử tế như người ta. Vậy mà nó còn không chịu học, cứ nằng nặc đòi lên đây, rồi bây giờ làm ra cái chuyện động trời như vậy. Má anh mà biết chắc chịu không nổi đâu. Trời ơi, thì anh muốn phụ em cho em đỡ mỏi chân không ạ? Tôi không có cần ai phụ hết á. Tự tôi đi được, đi trước đi. Giữa anh với em á, em còn giữ khoảng cách gì nữa? Thì cuộc đời rồi. Muốn bà bà gã chồng khách dễ đưa tiền lẻ, đưa tiền cắt, đưa tiền từng. Bà gã trời lo đưa cục mấy ngàn đô. Mày mà giải quyết được công chuyện gia đình được không? Hồi nãy giờ mày đứng đây, mày nghe hết cái kế hoạch gã chồng mày bóp cho mày rồi hả? Sướng quá rồi còn gì nữa con. Nhỏ này kìa nghe, chuẩn bị đi học tiếng Đài Loan đi, để về tâm sự với chồng mày. Tiền đâu mà học được? Thiệt? Ê, chị sẽ đi kiểu gì vậy? Xe đạp mà còn đi không dẫn. Tôi phải hỏi mấy người đi đứng chủ nhiệm mới đúng. Trời, Dương làm gì vậy Dương? Tao ăn. Dương ăn cơm hả? Không, tao ăn mày á.